sự trở mặt của đám dân chúng từ thái độ của người ngưỡng mộ tới sự giận ghét căm thù, bắt buộc phải bảo Phi-la-tô đóng đinh đi, khiến chúng ta dễ có cái ác cảm với đám người đó. Thưa không, đám người đó là chúng ta. Và chúng ta đã hiểu một điều thứ nhất, trong thời Chúa Giê-xu còn sống, người Do Thái đang hy vọng có một đấng đến để giải thoát họ khỏi chế độ La Mã. Và họ gọi cái đó là hy vọng vào đấng thiên sai. Thiên sai là từ trời sai xuống. Và họ gọi đó là Messiah, hay là đấng cứu chuộc. Với niềm hy vọng đó, dân chúng Do Thái ngưỡng mộ Chúa Giê-xu. Chắc chắn là ngưỡng mộ là vì họ thấy Chúa rao giảng. Họ thấy những lời nói của Chúa có uy quyền. Họ thấy những phép lạ Chúa làm. Họ thấy Chúa đã ba lần cho người chết sống lại. Cho nên hôm nay họ hăng hái lắm, mong rằng Chúa sẽ trở thành một vị vua để giải thoát họ khỏi chế độ La Mã. Nhưng mà Chúa Giê-xu chưa bao giờ tự nhận Ngài là thiên tử, tức là theo cái nghĩa gọi là con trên trời sai xuống, theo cái nghĩa là các vua chúa thời xưa. Chúa bảo Chúa là con của Chúa Cha. Cái nghĩa mà chúng ta dùng chữ thiên tử là người con của trời, là danh từ được dùng để gọi các vua quan trong hệ thống văn minh Á Châu hay Hoa Hạ, với ý nghĩa là người đứng trị vì muôn dân, đảm nhận ý mệnh của trời mà trị vì thiên hạ. Chúa Giê-xu không bao giờ chấp nhận. Không bao giờ chấp nhận điều thứ nhất, hoàng đế là tự đồng hóa mình với thượng đế. Chúa đã phá cái ý đó. Ngài cũng không bao giờ muốn mình nhân danh Thiên Chúa mà kiêm luôn cái vai trò làm vua thiên hạ. Chúa từ chối. Ngài đã từng chống lại mưu ma trước quỷ trong cái cơn cám dỗ 40 ngày trong sa mạc, cũng như cơn cám dỗ về sau của các môn đệ mà ham quyền ham chức muốn Ngài làm vua, hay từ đám dân chúng sùng mộ người muốn tôn người lên làm vua đã nhiều lần người lánh đi. Ngày hôm nay họ ung ung đi theo vào Jerusalem. Họ đâu có biết hôm nay Ngài biết trước lên Jerusalem Ngài sẽ chết ở đó, mà Chúa không tránh. Khi cử hành lễ lá hôm nay, chúng ta cũng được đưa vào mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giê-xu. Hãy đặt mình vào khung cảnh những người đi theo đang hoan hô, rồi mấy ngày sau cũng đặt mình vào khung cảnh những người đó bây giờ trở mặt nói đóng đinh đi. Chúa cũng mời gọi chúng ta như vậy, đi theo đoàn người đó, sống cái tâm tình đó. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta cùng chia sẻ những đau khổ với Chúa, là vì một người đang đau khổ, buồn rầu, chỉ cần một người đến có mặt và nói chia cho tôi bớt một chút nỗi đau khổ của chị, của anh, người ta vơi đi. Đó là kinh nghiệm xảy ra trong những đám tang, đặc biệt là đám tang sáng nay của chị Maria Lâm Thị Phượng. Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ với người khác, nhưng đặc biệt tuần này, Chúa mời chúng ta đến nói với Chúa, xin chia cho con một chút nỗi đau của Chúa, để con đừng có quay lưng lại mà tố giác nói rằng, đóng đinh nó đi. Chúng ta cũng vậy, khi gặp gian nan khốn khó, nếu được người khác đến an ủi chia sẻ, chúng ta cảm thấy mát lòng. Chúng ta có đủ kiên nhẫn hơn để tiếp tục, nhưng nếu trơ trọi một mình thì quá đau khổ. Sự trở mặt của đám dân chúng từ thái độ của người ngưỡng mộ tới sự giận ghét căm thù, bắt buộc phải bảo Phi-la-tô đóng đinh đi, khiến chúng ta dễ có cái ác cảm với đám người đó. Thưa không, đám người đó là chúng ta. Tâm lý quần chúng bao giờ cũng vậy, vì bản chất con người từ trước đến giờ vẫn vậy. Quần chúng bao giờ cũng dễ bị xúi dục để hành động theo số đông, không cần biết số ít có lý hay không,
có sự thật hay không. Con người ngày hôm nay không có khác đâu. Chúng ta có thể cũng rơi vào tình trạng như dân Do Thái năm xưa, vì ảnh hưởng của truyền thông hay của lối sống của những người chung quanh, nên chúng ta cũng có lúc trở mặt lại với Chúa. Có khi vì lợi lộc vật chất, có khi vì ham muốn chức quyền, có khi vì sự khách động của bản năng và những đam mê dục vọng của mình, nên chúng ta bỏ qua lương tâm mà hành động nghịch lại với Thiên Chúa, với đồng loại. Mỗi lần như thế, chúng ta lại nhập bọn với đám dân chúng ở Jerusalem năm xưa, quên hết tất cả những ơn lành Chúa ban cho mình, bao nhiêu tình thương Chúa ban, quên hết, để rồi có thể hành động giống y như đám người năm xưa. Đó là nỗi sợ hãi cho mỗi người chúng ta, cho tôi, cho quý ông bà, anh chị em. Suy niệm trong tuần thánh là suy niệm về cuộc đau khổ với Chúa Giêsu. Xin hãy dành giờ để nói với Chúa, xin chia cho con một chút nỗi đau. Xin giúp con đối diện với chính mình để thấy rằng nhiều lần con cũng đã hô hào đóng đinh Chúa vào thập giá. Nhiều lần chúng con đã kết án những người chung quanh. Nhiều lần chúng con đã vu cáo, vu khống, không có bằng chứng những người khác một cách bất công. Như vậy, chúng ta bước vào tuần thánh với tâm tình đó. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận ra rằng coi chừng, nếu không mình cũng ở trong đám đông và mình là những người đang hô hào đóng đinh nó đi. Hôm nay có nhiều tin giật gân. Tin thứ nhất là thế giới đã tìm được thuốc hoàn toàn chữa bệnh COVID rồi nha. Hoàn toàn luôn, không còn nữa. Tin thứ hai, bắt đầu từ sáng mai, giá xăng sẽ còn 50 cent một lít. Tin thứ ba là chính phủ sẽ hủy bỏ cái lệnh, cái thuế GST, ngày mai hủy hết. Và ba tin đó, vì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, tôi có quyền nói láo chơi cho vui. Ai tin ráng chịu. Rồi, tôi tính nói thêm một tin nữa là tuần sau Đức Tổng Giáo Phận cho hai sơ ở đây được lên giảng bục, trên bục giảng. Nhưng mà hai sơ từ chối cho nên tôi không nói. Như người cha trông ngóng con về, mây mù mưa giăng lối não nề, dẫu cay đắng nghẹn trề, Chúa mừng vui ôm con, vui mừng hôn con. Chúa ơi, con về đây thông lỗi lầm, con chẳng xứng như Chúa ước mong. Đi qua những thăng trầm, về cùng Chúa sau lỗi lầm xưa.